Xuân Nghiêm, Mỹ Nhân Tâm Kế. Tập 12. Châu Tướng Quân, lần này mọi người tới biên cương không chỉ đơn giản là đi tuần phải không? Sao cô nói vậy? Vì tất cả đều mặc thường phục, hơn nữa số người mang theo lại không có nhiều. Có phải lần này có chuyện gì rất quan trọng cần phải làm không? Cô thấy vậy à? Tôi thấy nhất định sẽ có chuyện lớn, nếu không thì đại dương sẽ không xuất hiện ở nơi chốn này. Cô rất thông minh. Vậy thật sự là có chuyện gì? Nói tôi nghe có được không? Thế nào? Cô quá tò mò. Với kinh nghiệm nhiều năm của ta, tò mò thông thường có hai loại. Hai loại nào? Loại thứ nhất chính là nội gián. Loại thứ hai là đang có cảm tình với một người nào đó, cho nên mới quan tâm tình hình của chúng tôi. Vậy là ông cảm thấy tôi thuộc loại thứ nhất hay là loại thứ hai? Ta không biết. Nếu như tôi nói tôi là loại thứ nhất thì sẽ như thế nào? Ta sẽ giết cô. Đương nhiên ta cũng không sống nữa. Tại sao vậy? Giết cô là trách nhiệm phải làm của ta. Ta không muốn sống, đó là cách nghĩ của riêng ta. Ta không biết tại sao bản thân mình lại nghĩ như vậy. Còn cô, rốt cuộc là loại thứ nhất hay loại thứ hai? Hãy tự đoán đi. Cái gì? Mắt cao của Lữ Thái Hậu đã xuất hiện. Đúng, chúng ta phải nhanh chóng báo tin cho Thái Hậu. Y Phong, Đại Dương, nô tỳ cáo lui. Y Phong, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm nha. Sáng mai ta dẫn nàng đi làm một chuyện lớn để nàng mở rộng tầm mắt. Chuyện gì? Chắc có lẽ vì thần thiếp quá mệt. Để ta xoa bóp cho nàng. Đại Dương, chỗ này không có Đại Dương cũng không có mỹ nhân. Chúng ta là vợ chồng, là đôi uyên ương yêu nhau. Nè, để ta xoa bóp cho nàng. Ta phải làm thế nào để Lữ Thái Hậu tin lòng trung thành của Đại Dương? Bây giờ người cần phải đề phòng nhất lại là Tuyết Duyên, người thân cận bên cạnh ta. Lỡ cổ giấu ta lén lút truyền thông tin, ta có nói khác đi, Lữ Thái Hậu cũng sẽ không tin. Đại Dương, Y Phong, bây giờ nàng đã biết chúng ta đến đây để làm gì chưa? Chưa binh mãi mã, nếu như cần chiến đấu thì ngựa là quan trọng nhất. Đại Dương có thể tới mua ngựa. Nàng thật thông minh, mới nhìn đã biết rồi. Vậy nàng có biết thuốc Mông Hãn dùng để làm gì không? Không biết. Ngựa quan khó thuần, nếu trên đường mà nó phát điên thì có thể dùng nó để khống chế ngựa. Thì ra là vậy. Những vị khách phương xa, chào mừng các vị. Ngựa đã chuẩn bị xong, các vị nếu như không có vấn đề gì, chúng ta sẽ áp tải tới. Dạ.
Ông không đếm sao? Chúng ta không phải lần đầu tiên làm ăn. Ta tin ông, tin ông mà. Những người khách phương xa, ta có một thỉnh cầu. Nói đi. Từ nhỏ, ta đã thích những cô gái Trung Nguyên. Ta muốn lấy cô nương này để làm phu nhân của ta. Nếu như có thể được, thì chỗ tiền này ta không cần nữa. Chuyện này không được. Có gì không được? Chúng tôi không thể bất chấp nguy hiểm tính mạng mang người đến cho khách gì. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng nói nhiều hả? Vậy được, số ngựa này không bán, chúng tôi đi về. Không bán cũng phải bán. Tiền chúng tôi đã giao cho ông. Người đâu? Chúng ta tự mình bắt ngựa. Dạ. Thế nào? Cần người hay cần ngựa? Chỉ có thể chọn một. Đây chính là cơ hội tốt. Vì hung nô thấy nữ nhi là căng thẳng. Nếu Tuyết Duyên ở lại hung nô, cô sẽ có cơ hội nhanh chóng truyền tin cho Lữ Thái Hậu. Tuyết Duyên, nếu ta tặng cô cho giả cầu tiên sinh, cô thấy thế nào? Đại Dương, Bổn Dương hỏi Tuyết Duyên. Nô tỳ tuân lệnh. Giả cầu tiên sinh, Tuyết Duyên là a hoàng của ta. Ta có chuyện muốn dặn dò. Không quá đáng chứ? Phu nhân, xin mời. Tuyết Duyên, theo ta. Bây giờ cô định thế nào? Số ngựa chiến đó là vật không thể thiếu trong chuyện lớn của Đại Dương. Nô tỳ không muốn lựa chọn, nếu không sẽ bị bại lộ. Cô làm rất tốt. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hư chuyện lớn. Phải lấy đại cuộc làm trọng. Dựa vào bản lãnh của nô tỳ, chạy khỏi chỗ của bọn hung nô không có gì là khó. Chỉ là sau đó phải làm như thế nào? Đại quân chắc chắn không trở về được. Hay là cô quay về với Lữ Thái Hậu, đem chuyện ở đây kể cho Thái Hậu nghe, coi như là truyền tin tức cho Thái Hậu. Vậy còn cô? Ta tiếp tục làm mỹ nhân, tiếp tục giúp Lữ Thái Hậu truyền tin ở bên này. Cô yên tâm, Đại Vương rất sủng ái ta. Ta sẽ không có gì đâu. Nô tỳ không đành xa cô. Ta cũng không nỡ rời xa cô. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Ta lấy nước thay rượu. Chúc cô nương được may mắn. Bảo trọng. Bảo trọng. Xin lỗi nha Tuyết Duyên, ta vì bảo vệ Đại Dương chỉ còn cách hy sinh cô thôi. Không phải huynh luôn hỏi tôi là loại thứ nhất hay loại thứ hai sao? Bây giờ tôi có thể nói cho huynh biết, tôi là loại thứ hai. Bởi vì tôi đã thích một người. Người đó có tên gọi là Châu Á Phu. Ha 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 ha!
Tốt lắm, thật sảng khoái. Tất cả số ngựa sẽ lập tức lên đường. Ngày mai sẽ nhận được. Được, ta sẽ ở lại đại quốc chờ tin tốt của ngươi. Chúng ta đi. Đại ca, uống đi. Uống thêm đi. Uống thêm đi nè. Chuyện gì kỳ vậy? Sao tí sức tầm một con dao nhỏ cũng không có? Mỹ Nhân là Mỹ Nhân. Cô đâu cần phải làm như vậy. Nếu cô đã lựa chọn đại dương, vậy sao cô biết tôi lại không có chọn người chứ? Có chuyện gì? Bẩm đại dương, Châu tướng quân không biết tại sao một mình quay ngựa trở lại. Châu Á Phu lâu nay là một người có lý trí, rất hiếm khi bị kích động như vậy. Xem ra là anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân. Đại dương định xử lý họ như thế nào? Đội ngựa của Giả Cầu đã xuất phát rồi. Cho dù tiếng gọi có lợi hại cũng không thể truyền âm đi xa ngàn dặm. Cứ để Châu Á Phu làm việc hắn muốn. Cả cuộc đời của con người cũng phải được điên một lần. Thôi được, mặc kệ hắn. Chúng ta đi tiếp. Tuân lệnh. Tên Châu Á Phu này, lỡ như cứu Tuyết Viên về, tất cả những chuyện ta làm sẽ bị lộ hết. Thiếu nữ Trung Nguyên này thật là xinh xắn. Ta thật sự có diễm phúc mà. Cô không phải là không muốn cùng ta chứ? Không phải vậy đâu, Giả Cầu tiên sinh. Chỉ là tôi gì vẫn chưa quen lắm. Chúng ta nói chuyện trước một chút có được không? Được, được. Cô là người Trung Nguyên, cứ theo phép tắc Trung Nguyên mà làm. Được. Mỹ Nhân, cô muốn gì? Tôi thấy lúc nãy ông thật lợi hại. Chỉ cần ông thổi một hồi còi thì số ngựa bên ngoài đều nghe theo lời của ông. Tại sao lại như vậy? Rất là đơn giản. Khi chúng ta thuần ngựa đều có một chiếc còi làm hiệu. Chỉ cần thổi một hồi còi thì ngựa sẽ đi theo bọn ta. Cô coi cái này nè. Chiếc còi này có thể tặng cho tôi được không? Được. Ta cũng là của cô. Ở đây cái gì cũng là của cô hết. Cô muốn cái gì, ta cho cô cái đó. Bảo bối à, cho ta hôn một cái đi. Đợi một chút. Sao vậy? Người Trung Nguyên chúng tôi có một quy tắc. Phu thê khi lễ trước chu công trước tiên là phải chọn một ngày tốt. Tôi thấy hôm nay quá vội vàng. Hay là ông hãy ra ngoài trước. Chúng ta chờ được ngày tốt thì điên cái đầu của cô. Cô đừng có kiểu được voi đòi tiên. Ngày gì thì chẳng là ngày chứ. Rõ ràng cô ghét ta. Nói cô biết. Vào trong lều của ta rồi thì là của ta. Cô đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Giở trò trước mặt ta, không có cửa đâu. Tới đây, cho ta hôn một cái. Đừng đụng vào tôi, để ta hôn một cái đi. Đừng mà. Đại ca, người mua ngựa hồi sáng chém giết người bên ngoài. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Để cổ đi. Tức cười. Cổ là của ta. Ngươi dựa vào đâu mà bắt ta để cổ đi? Người đâu? Giết hắn cho ta. Dạ. Chúng ta đi. Đừng hòng chạy thoát.
Đừng hòng chạy thoát, đuổi theo. Đại Dương, tội thần Châu Á Phu, xin Đại Dương trị tội. Châu Á Phu, ngươi biết tội của ngươi không nhẹ. Nếu xử lý theo quân pháp, thì bổn Dương đã chặt đầu của ngươi rồi. Đại Dương, tất cả là do nô tỳ gây ra, muốn phạt thì cứ phạt nô tỳ. Đương đương là một đấng nam nhi, lẽ nào lại để nữ nhi nhận tội? Người nào làm, người đó chịu. Đại Dương, hãy phạt thần đi. Phạt nô tỳ, phạt thần, phạt nô tỳ, phạt thần đi. Hai người yên tâm, Đại Dương sẽ không phạt hai người. Y Phong vẫn là người hiểu rõ ta nhất. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Một khi tình yêu đã đến, càng muốn kềm chế thì lại càng không kềm chế được. Cho nên bổn Dương phạt ngươi phải lấy Tuyết Viên. Người đồng ý không? Thần nô tỳ không muốn. Tại sao vậy? Bởi vì nô tỳ chỉ là một cung nữ, tự biết là không xứng với Châu tướng quân. Hơn nữa, nô tỳ chỉ muốn hầu hạ bên đậu mỹ nhân, để chăm sóc tốt cho phủ. Nô tỳ cảm thấy mãn nguyện rồi. Trong tình yêu cần phải có địa vị sao? Bổn Dương đã tác hôn cho hai người, không được cãi lại. Xin Đại Dương hãy giết Tuyết Viên đi. Ngươi, hôn nhân đại sự sao có thể miễn cưỡng? Ý tốt của Đại Dương, tội thần xin ghi tạc. Thần đi xem bầy ngựa. Đi lại cả đêm, nghỉ ngơi một chút. Sao cô không muốn lấy hắn? Cơ hội tốt mà. Nô tỳ không muốn liên lụy tới tướng quân. Trước đây nô tỳ cứ nghĩ tất cả là ý trời, nhưng không ngờ là do con người. Mỹ nhân, nếu cô đã chọn đi theo Đại Dương, tại sao không nói cho nô tỳ biết, để nô tỳ đi theo lựa chọn của cô? Vì ta không biết cô có đồng ý đi với ta không. Ta không thể liều lĩnh. Bây giờ đối với Đại Dương chỉ có hai sự lựa chọn: sống hoặc chết. Ta chỉ có thể bảo vệ Đại Dương. Cô sẽ đối phó với nô tỳ thế nào? Ta không biết. Không ngờ thời gian có thể thay đổi tất cả. Nếu như cô vẫn là người của Vĩnh Hạng Lý lúc xưa thì thật là quá tốt. Cô biết ta ở Vĩnh Hạng Lý lúc đầu, mỹ nhân có thể vì một cô a sử không thể mở mắt mà dâng tặng tấm lòng của mình. Tại sao lại không tin A Sử trước đây? Cũng vì cô giao phó lòng của mình. A Sử, cô chính là A Sử. Hèn gì ta cảm thấy cô rất thân thuộc. Mỹ nhân không còn tin nô tỳ sao? Nô tỳ chứng minh cho cô thấy. Còi của giả cầu, cô đã nhìn thấy chưa? Nếu lòng của nô tỳ còn ở chỗ Lữ Thái Hậu,
thì nô tỳ chỉ cần không ngừng thổi chiếc còi này, ngựa tới đại quốc cũng không có tác dụng gì. Như vậy mỹ nhân đã tin nô tỳ chưa? Ta xin lỗi, ta không nên nghi ngờ cô, không nên có lòng dạ tiểu nhân. Nhưng cô biết không, ta rất sợ mất đại dương. Ta rất sợ. Mỹ nhân yên tâm, nô tỳ không để cô mất đại dương đâu, nhất định như vậy. Còn Lữ Thái Hậu, nô tỳ sẽ nói với Thái Hậu, mẫu tử đại dương không có bất cứ động tĩnh gì. Chúng ta có thể học cách của Dương Hậu Thanh Ninh mà. Ta tin cô, ta không nghi ngờ cô nữa. Châu tướng quân, Châu tướng quân, muội xin lỗi, không phải cố tình làm cho huynh bị tổn thương, muội chỉ là không cần phải nói nữa. Ta là người thô lỗ, ta tự biết bản thân như thế nào. Muội không cự tuyệt trước mặt ta là đã giữ cho ta sự tôn nghiêm rồi. Huynh hiểu lầm rồi, muội không đồng ý, không phải là gì muội không thích huynh. Chỉ là muội không muốn ai chê cười huynh hết. Muội không muốn để người ta nói Châu Á Phu bị một nữ nhân mê hoặc tới điên đảo, hành xử trái với quân pháp, không quan tâm tới đại dương. Muội không muốn huynh vì muội mà mất đi tiền đồ phía trước. Huynh có hiểu không? Thì ra nàng cự tuyệt đại dương đều vì ta. Nàng có biết ta không quan tâm những điều đó? Đừng nói những điều đó, muội rất quan tâm. Nhưng mà ta sẽ không vì những điều như vậy mà đánh mất đi hạnh phúc của bản thân mình. Đương nhiên sẽ không đánh mất hạnh phúc của mình. Nếu thật sự yêu thương nhau, được ở bên cạnh nhau, sớm một ngày hay muộn một ngày, thì sẽ không sao hết. Muội hy vọng sẽ có một ngày muội được ở bên cạnh huynh, là quang minh chính đại, sẽ được mọi người chúc phúc. Huynh thấy thế nào? Được rồi, muội phải đi hầu hạ cho đậu mỹ nhân. Huynh hãy vui lên một chút. Huynh không được uống rượu nữa, có biết chưa? Phải rồi Châu tướng quân, huynh cười lên nhìn sẽ đẹp hơn nhiều, cho nên phải cười nhiều vào. Thế nào, có đỡ chút nào chưa? Mẫu hậu, con không sao. Ai gia không ngờ con lại ốm ngán nặng tới như vậy. Nếu biết sớm, ai gia sẽ không cho đại dương ra ngoài. Việc thị sát biên giới cũng là việc không thể bỏ lơ được. Cũng may bây giờ đại dương đã về. Bắt đầu từ tối mai, ai gia sẽ dặn đại dương ở bên cạnh con. Tại sao lại cười? Thái hậu nương nương, có lẽ bà bị gạt rồi. Người nói cái gì? Thần thiếp nghe người điện Trùng Hoa nói, lần này đại dương ra ngoài có đưa đậu y phòng đi theo nữa. Họ vốn không phải là lên vùng biên giới thị sát, mà là đi hung nô, lao du sơn thủy. Lời đó có đúng hay không? Hoàn toàn chính xác. Hằng Nhi này, tại sao lại hồ đồ như vậy? Thật ra cũng không thể trách đại dương,
Đáng lẽ là đi thị sát biên giới, nhất định là do Đậu Y Phòng đã lôi kéo đại dân đi du ngoạn. Rõ ràng cổ là một mầm họa mà. Thái hậu nương nương nhất định phải trừng phạt cổ, nếu không hậu cung sau này sẽ thành thiên hạ của cổ. Phản rồi. Hậu cung của Ai Gia còn có Dương Hậu, từ khi nào trở thành thiên hạ của nó? Thái hậu nương nương, Đậu Mỹ Nhân ở ngoài cung xin cầu kiến. Nói cô ta cứ quỳ ở ngoài đi. Khi nào Ai Gia cảm thấy tâm trạng tốt sẽ cho truyền cô ta vào. Dạ. Chúng ta vừa nói tới đâu rồi? Đang nói tới hoàng tôn của Thái hậu. Nói về tên của hoàng tôn. Đúng, đúng, đúng. Nói tiếp đi. Tiếp đi. Thái hậu nương nương như vậy là sao? Nửa ngày rồi còn chưa có triệu kiến, làm người ta sốt ruột quá. Không sao, chúng ta cứ đợi. Mỹ nhân, sắc mặt của cô không tốt, hay là chúng ta quay về đi? Không được, thường ngày Thái hậu không thích ta. Nếu làm trái ý Thái hậu sẽ càng khó sống trong cung hơn. Mỹ nhân, Mỹ nhân à, Mỹ nhân, Mỹ nhân, cô không sao chứ? Mỹ nhân, Y Phòng, Đại Dương, Y Phòng. Bẩm Thái hậu nương nương, Đại Dương đã tới. Tại sao không vào bẩm báo? Bẩm Thái hậu nương nương, Đậu Mỹ Nhân đang quỵ bên ngoài, vừa mới bị ngất xỉu. Đại Dương chưa vào đến cửa đã bồng cô ta đi. Phản rồi. Xin Thái hậu bớt giận, quỳ một chút đã ngất xỉu. Rõ ràng cô ta đang giả bệnh. Ai Gia muốn coi thử. Trong lòng của Hằng Nhi là mẫu thân này quan trọng hơn, hay là một tỷ thiếp không ra gì quan trọng hơn? Lý Thái Y, Đậu Mỹ Nhân bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Xin chúc mừng Đại Dương, xin chúc mừng, Đậu Mỹ Nhân đã có thai rồi. Người chắc chứ? Thần chắc chắn. Y Phòng, nàng nghe chưa? Chúng ta sắp có con rồi. Đúng là hay quá. Khi Dương Hậu nương nương mang thai, không thấy Đại Dương vui mừng, thiếp còn tưởng Đại Dương không thích trẻ con. Sao ta lại không thích trẻ con? Ta thích nhất là con do nàng sinh ra. Đừng có lớn tiếng. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thần thiếp không gánh được tội đâu. Được được, ta không nói nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là người cha, còn nàng là người mẹ. Chúng ta sẽ có con riêng của mình. Người đâu? Truyền khẩu dụ của Bổn Dương. Từ nay trở đi, Bổn Dương sẽ ở lại Điện Trùng Hoa để chăm sóc cho Đậu Mỹ Nhân. Tất cả những người không phận sự không cần phải gặp ta. Dạ. Bánh bao của các vị, từ từ mà dùng. Con ngươi còn chạy đi đâu? Vị tiểu ca à, mấy ngày rồi tôi không có được ăn gì hết. Làm ơn cho tôi xin một miếng cơm ăn đi. Tôi xin cậu mà. Bản cấp không phải lần đầu, lần sau đừng để tôi gặp mặt. Nếu không, nhìn thấy bà lần nào thì đánh lần đó. Sao số tôi lại khổ như vậy? Dán bản vàng đây. Tránh ra, mau lên, tránh ra. Tránh ra cho tôi. Trên đó viết gì vậy? Nay Dương Hậu Đậu Mỹ Nhân mang thai, đặc biệt triệu kiến nữ tử biết y thuật nhập cung để làm y nữ, chuẩn bị cho việc lâm bồn. Làm y nữ có tiền không? Trong Dương cung mà không có tiền thì ở đâu có tiền? Lúc mình ở nhà đã từng đỡ đẻ cho con chó con mèo. Nữ nhân sinh con chắc cũng giống vậy thôi. Xem ra ông trời đã giúp ta rồi. Cô làm cái gì vậy? Làm y nữ. Làm y nữ. Đi theo ta.
sơn dược dị đạm, có niềm tín, bộ khí ích thận, quyết minh tử, hư thất lợi tụy. Còn phải kiểm tra cái này nữa sao? Sao ta hiểu được? Đây là bột tiêu dùng để nấu ăn. Có rồi. Lý Thái Y tới. Các người hãy ngồi đi. Các người đều học qua y thuật rồi chứ? Dạ rồi. Ngươi lại đây. Ta hỏi ngươi, nữ nhân khi mang thai phải kiêng kỵ những gì, ngươi có biết không? Phụ nữ khi mang thai không nên ăn đồ sống, đồ lạnh, không nên hoạt động mạnh, không ở gần những nơi có mùi vị khó chịu để tránh làm thai nhi bị tổn thương. Tốt, về chỗ đi. Ngươi, qua đây. Ngươi đã lớn tuổi rồi mà vẫn muốn làm nữ y à? Gần càng già càng cay. Hơn nữa, tôi đâu có già. Thái Y à, thuốc này của ông có vấn đề. Có vấn đề gì chứ? Trong thuốc này nhất định có bột hồ tiêu. Ông coi, không tin ông coi. Sao ngươi lại biết? Từ nhỏ tôi đã đọc thuộc y thư, tư thông y thuật. Mấy vấn đề nhỏ nhặt này ngửi một chút là biết ngay. Dương hậu nương nương, thật không công bằng. Khi Dương hậu tỷ tỷ mang long thai, đại vương không có sai bảo gì. Nhưng khi đậu y phòng mang thai, lại có nhiều y nữ vào cung. Như vậy là sao chứ? Ngươi đừng nói như vậy. Đậu mỹ nhân có thể sinh cho đại vương nhiều con cũng là một việc rất tốt. Tỷ tỷ, tỷ quá tốt rồi, không nghĩ sâu xa chút nào. Cổ mang thai được đại vương sủng ái thì cũng chẳng quan hệ gì. Chỉ sợ cổ sinh được tiểu hoàng tử lại tranh giành thiên hạ với tiểu hoàng tử trong bụng của tỷ đó. Sẽ không có chuyện như vậy. Sao lại không chứ? Tỷ khờ quá. Đừng tưởng tỷ là chính thức thì tuyệt đối không sai sót. Gia pháp tổ tông có ghi rõ, lập người kế vị phải lập trưởng. Nếu như tỷ ấy sanh trước tỷ thì cũng có thể là lỗi của tỷ. Tới chừng đó đại vương không sủng ái tỷ, thái hậu nương nương tuổi cũng đã cao, tỷ nói coi, tỷ ở trong cung có còn sống tốt hay không? Ngươi có biết là xưa nay ta không thích tranh giành với người khác, không thích ganh đua với ai hết. Địa điểm này của tỷ thì không sao, nhưng tỷ cũng nên nghĩ cho đứa con trong bụng của tỷ một chút. Con cái của gia đình đế vương sinh ra là cái gai trong mắt người khác. Nếu không có thế lực, không có chỗ dựa, e là cũng không bằng con cái trong nhà dân thường.
Nhưng mà sanh sớm hay muộn là dựa vào tổ tông, dựa vào sự phù hộ của Bồ Tát. Ta nói cũng đâu có tác dụng. Muội có cách này, có thể làm đứa trẻ được sinh ra sớm hơn. Chỉ là muội không muốn thấy cái tướng đắc ý của Đậu Y Phòng làm cho ả không vui, thì muội lại thấy vui. Nhưng mà có nguy hiểm không? Đây là phương pháp rất đáng tin. Nếu không muội đâu có dám nói với tỷ. Tỷ phải nhanh chóng quyết định mới được. Nếu không để đứa trẻ lớn lên sẽ hết cách. Đầu y phòng, ngươi cứ đợi xem. Ngươi muốn làm vương hậu, tiểu hoàng tử của ngươi muốn làm thái tử hả? Đợi kiếp sau đi. Ta phải nhanh chóng xem xét học vài chiêu. Lỡ như họ phát hiện ra mình không biết gì hết, đúng là thảm. Mỹ nhân có chuyện gì mà phải tới đây nói chuyện riêng lẻ? Lý Thái Y, ta biết nhà ông ba đời làm nghề y, y thuật rất cao minh, cho nên ta đặc biệt thỉnh giáo ông một chuyện. Mỹ nhân cứ nói. Phụ nữ khi mang thai thông thường đều là 10 tháng, nhưng không biết có cách nào có thể làm cho phụ nữ lâm bồn sớm hơn được không? Mỹ nhân nói tới cách thôi sinh nè. Ông cũng biết con cháu trong hoàng thất sinh sớm sinh muộn địa vị lớn nhỏ không giống nhau. Nhưng hậu nương nương nhờ ông giúp cho lần này, không biết ông có đồng ý không? Việc này thật sự quá nguy hiểm. Nếu không cần thiết, nghi thần nghĩ không nên làm như vậy. Yên tâm, chỉ cần ông cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Nếu như có chuyện, đã có ta chống đỡ, có vương hậu nương nương gánh vác, sẽ không ảnh hưởng tới ông. Mỹ nhân, mạng người thật quan trọng, xin thứ lỗi nhi thần không thể nhận lời. Ông chê ít sao? Không, đơn y như từ mẫu, tiền không có liên quan gì. Ông... Mỹ nhân, sự việc coi như chưa hề xảy ra. Cô chưa từng tới đây, thần cũng chưa từng nghe. Mỹ nhân, xin hãy quay về. Thôi sinh. Thôi sinh pháp. Cái tên Lý Thái Y không biết thời thế, không nể mặt chút nào. Phải tìm cơ hội để đối phó với hắn. Được rồi, muội đừng tức giận nữa. Chắc ông ta không dám tới đâu. Chắc có lẽ đó là ý trời. Chúng ta đừng làm trái ý trời. Tỷ tỷ, sao lại nản lòng chứ, gì đã rút lui? Nếu không nghĩ cho bản thân mình, cũng nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Không được, muội không thể bỏ qua như vậy. Để nghĩ coi, còn ai có thể nhờ không? Vương hậu nương nương là y nữ mang thuốc tới, cứ để đó đi. Dạ. Ngươi làm gì bưng thuốc mà cũng bưng không nổi? Thay diện tại sao lại kêu ngươi tới đây? Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ từ lâu đã bị bệnh run tay. Đã nói là không bưng được thuốc, nhưng mà Lý Thái Y cứ bắt nô tỳ phải đi. Xin nương nương tha mạng. Xin nương nương tha mạng. Lại là Lý Thái Y. Hắn không muốn sống nữa sao? Nương nương tha mạng. Nô tỳ ở nhân gian chỉ mới giúp một người phụ nữ mang thai thôi sinh, chưa bao giờ đi bưng thuốc. Nương nương tha mạng. Xin nương nương tha mạng. Xin nương nương hãy tha mạng. Người nói người biết thôi sinh. Tỷ tỷ, tỷ nghe chưa? Cái này người ta gọi là đi mòn dép kiếm không được. Lúc có lại không mất chút công sức nào. Người tên gì?
nô tỳ tên Thẩm Bích Quân. Được, Thẩm Bích Quân, bắt đầu từ hôm nay ngươi không được đi đâu hết, phải ở lại cung phụ tảo giúp Dương hậu nương nương thôi sinh. Ngươi cần cái gì thể nói, bổn cung sẽ đáp ứng cho ngươi. Sau khi xong việc, bổn cung sẽ trọng thưởng cho ngươi. Dạ. Tốt, ngươi lui xuống đi. Dạ. Mặt Ngọc, chúng ta làm như thế này có phải là... Tỷ à, không phải lúc nào tỷ cũng tin vào ý trời sao? Thẩm Bích Quân lại xuất hiện vào lúc này là ông trời giúp cho tỷ đó. Tỷ yên tâm ở lại dưỡng thai, những chuyện còn lại cứ để cho muội làm thế cho. Muội bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra, được chứ? Thận Nhi, đại nhân. Hôm nay đại nhân có hứng thú đến mức không muốn lên triều. Thái quý Lưu Đài được phong làm Lữ Vương, đã đi nước Tề nhận chức. Tất cả mọi người đều muốn tranh giành công việc này. Còn ý của Hoàng Thái Hậu là muốn ca ca ta Lữ Sản nhận chức. Các đại thần đều muốn tranh giành. Ta thấy cũng chẳng có việc gì của ta, không bằng cáo bệnh nghỉ ngơi ở nhà hưởng thụ tiêu dao. Thái quý nắm giữ đội quân bảo vệ kinh thành, là người nắm giữ binh mã. Đại nhân, không lẽ không cảm thấy có chút động lòng? Động lòng à? Động lòng có tác dụng gì? Ta không thể giành với đại huynh của ta. Giành với đại huynh thì sao chứ? Đại nhân từ nhỏ tới lớn bên cạnh Hoàng Thái Hậu, chuyện huynh đệ tương tàn trong hoàng cung như thế nào? Không lẽ nghe vẫn còn ít? Binh mã khi nắm trong tay so với chuyện nằm trong tay người khác thì vẫn tốt hơn nhiều. Một khi nắm được binh mã, dù là hoàng thượng hay là Hoàng Thái Hậu hay là các nước chư hầu đều phải sợ mình tới ba phần. Tới lúc đó họ đều muốn về phe của đại nhân. Thiên hạ này không phải là đã thuộc về mình sao? Nhưng tài năng của ca ca ta hơn ta nhiều, còn tùy vào chỗ này của đại nhân. Bộ nàng có cách sao? Còn phải coi đại nhân có nở hay không nở. Vậy là sao? Nàng có cách gì? Nói ta nghe đi. Bước thứ nhất, mở kho phát lương. Mở kho phát lương. Ánh mắt đầu tiên là triền miên nhất, đi qua đời nàng và ta, không chỉ là lời hẹn ước dịu dàng tỉ mỉ làm ấm gương mặt ta, khiến ta quên hết mọi thời gian. Trong giấc mơ đêm hôm qua quá lưu luyến, hoa rơi hoa bay đâu chỉ bên tà áo, quyến luyến bên nhau chẳng muốn thành tiên. Người ta yêu nhất không còn ở bên cạnh. Điện Tiêu Phòng, Trường Môn Hận, hoa rơi bay khắp trên bầu trời, tầm xuân cô đơn đang buồn rầu dệt kế. Năm này quá năm nọ, quá nhiều quyến luyến, quá đêm dài, tơ duyên khó đứt. Quyển sách cũ nát chẳng thể ghi lại mỗi một người hồng nhan.